chào các anh em. Thì đây là những cái khung Z nhé, khung Z cũng có thể là khung U, khung hạ ngắm gì đấy. Thì những cái khung Z này nó sẽ có một cái đặc điểm, đấy là cái tay kéo quy ấy, thì nó sẽ đặt ở một bên luôn rồi. Đấy, đây là khung Z vuông nhé các anh em nhé. Đấy, khung Z vuông cũng có thể các anh em lấy về để mà làm cho khung thẳng hạ ngắm nhé các anh em nhé. Khung thẳng hạ ngắm hay là khung Z vuông. Đấy, đối với cái này thì rất đơn giản cho các anh em khi các anh em thực hiện cái thao tác để sử dụng tay đòn nhé. Thì mình sẽ lên cho các anh em một một bộ để thao tác tay đòn. Có búa này, có quy này, có lò xo này. Đấy, có chặn nòng này. Mình lấy con ốc tăng chỉnh búa ra để hướng dẫn cho các anh em. Cái tăng chỉnh búa này. Đó. Mình sẽ lấy tăng chỉnh búa ra đút vào trước cho các anh em nhé. Đó, đến lượt lò xo vào này, đến lượt búa này, đến lượt quy này. Thì cái này đối với lại khung Z, khung U đấy thì rất là đơn giản để cho các anh em lắp ráp nhé. Còn đối với khung thẳng thì các anh em sẽ, nếu mà đã có khung sẵn rồi thì sẽ phải chế. Còn nếu các anh em nào mua bên tôi thì tôi sẽ có khung phay sẵn cho các anh em nhé, về chỉ việc chơi thôi. Sẽ lấy cái chụp này ra bỏ vào đây. Đó. Tiếp theo nữa là tôi sẽ vặn cố định cái này. Các em như này thì các anh em thấy nó chéo này, các anh em chỉ cần đẩy nó lên thôi, đấy là nó thẳng. Tôi sẽ nới con ốc này ra. Sau đó tôi sẽ xiết con ốc này vào. Cho nó kẹp lại cái khung nhớ các anh em nhé. Đấy, cho nó kẹp lại cái khung. Tôi sẽ đẩy cái này về. Đẩy cái này về phía sau. Giả sử đây là van này nhé. Các anh em sẽ lắp cái này sau khi đã có van nhé. Đẩy cái này về. Các anh em chưa vội siết chặt nhé, em nới ra chút, sau đó các anh em kéo cái này lên cho nó ra một góc kiểu như thế này đấy, hoặc là các anh em có thể tùy chỉnh tùy các anh em nhé. Sau đó các anh em mới siết chặt cái này đấy, cạch đấy, cạch đấy, cạch. Cái độ cạch này thì các anh em có thể tự tùy chỉnh cái độ siết nhé. Đấy.
Đấy, cái anh em có thể tự chỉnh cái góc của nó thì nó sẽ đẩy mạnh hay yếu nhé. Cái này thì quá là mạnh rồi, không thể nào đẩy vào được. Đấy, thì tôi sẽ phải nới ra. Cho góc nó thấp xuống tí. Cái này thấp quá rồi. Thấp quá. Đấy, nghe vừa phải này. Đó. Các anh em ạ, vừa phải này. Đó. Đấy, các anh em lên rất đơn giản nhé. Còn các anh em lo lắng về vấn đề cong đuôi chuột, không bao giờ có thể cong được đuôi chuột nhé. Để mà cong được đuôi chuột ấy thì khó lắm, bởi vì là cái vỏ cái quy này này, vỏ cái quy này nó đã tì vào cái thành này rồi thì không thể cong được đuôi chuột nhé các anh em nhé. Đó, đó, cạch, đó, cạch. Rồi, xong rồi. Chào các anh em.